Cố Trường Sơn, anh thật sự dám đến đây hả? Cố Trường Sơn, anh đến đây làm gì? Anh không có thư mời. Thật sự nghĩ mình sẽ được vào sao? Cậu có tin? Nếu hôm nay cậu không cho tôi vào, vậy thì buổi lễ ra mắt của các cậu sẽ không thể tiến hành không? Cố Trường Sơn, anh ở trên núi nên bị khờ rồi hả? Không có anh thì chúng tôi không bắt đầu được buổi lễ sao? Là ai vậy? Nhìn cách ăn mặc không giống như người được mời đến lắm. Tên là Cố Trường Sơn, tôi cũng chưa từng nghe qua. Hoa Thành còn có nhân vật lớn này nữa. Quý vị, xin hãy tập trung. Tôi xin long trọng giới thiệu với mọi người. Gã đen này tên là Cố Trường Sơn, là một thầy giáo miền núi, không có thư mời mà dám nói buổi lễ của chúng ta sẽ không thể bắt đầu. Nhìn xem đi, ở đây có ai tin mấy lời nhảm nhí của anh không? Mấy người có tin hay không, tôi không quan tâm. Là Diệu Thúy Linh đích thân mời tôi đến đây. Cậu dám đuổi tôi đi sao? Chứng minh kiểu gì? Tôi có thể cho anh thêm chút thời gian, xem anh diễn thế nào. Bảo vệ, bảo vệ đâu? Anh dám lộng hành ở đây hả? Báo công an, nhất định phải báo công an. Mọi người đều nhìn thấy, tôi vẫn chưa làm gì hết. Cố Trường Sơn, tôi xin anh đó, được không? Anh mau về đi, tôi không muốn thấy anh phải vào tù. Em yên tâm đi, Ngọc Tú, em đừng dính dáng đến anh ta. Lát nữa Diêu Tổng sẽ đến đây, em sẽ không thoát khỏi liên can đâu. Qua đây đi. Tên họ Phùng kia, tôi nói cho cậu biết, lát nữa Diêu Tổng đến đây, người đầu tiên không thoát được là cậu đó. Cố Trường Sơn, anh thật sự bị điên rồi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng Tô Tổng, chúng ta đi thôi. Siêu Tổng mà đến sẽ trách chị đó. Không được, tôi không thể đi. Tô Tổng, đã đến nước này rồi, chị còn lo cho Cố Trường Sơn nữa. Chúng ta còn không lo được cho bản thân mình. Báo công an, tôi sẽ báo công an. Trường học Hy Vọng Trường Sơn, đợi đã Phùng thiếu gia. Anh hãy nhìn bảng hiệu đó kia. Trường học Hy Vọng Trường Sơn. Chuyện này là sao? Không cần đợi đâu. Diêu Tổng đến rồi. Diêu Tổng đến thật rồi. Anh cứ đợi đó đi. Diêu Thúy Linh, người giàu nhất Đại Hạ. Ai dám gây sự ở đây vậy? Diêu Tổng, cuối cùng cô cũng đến. Một thầy giáo miền núi làm loạn buổi lễ khánh thành đã đành, còn tự ý lập tấm chè tên trường. Diêu Tổng, không phải là tôi, là ông thầy miền núi này. Thầy Cố, đã lâu không gặp. Tiểu Diêu, không ngờ cô bé năm đó nay đã trở thành nữ cường nhân rồi. Tất cả là nhờ có công thầy dạy đấy chứ, đâu có liên quan gì đến tôi. Tất cả là do cô đã nỗ lực không ngừng. Muốn cảm ơn thì hãy nói với bản thân cô đi. Cái gì? Cố Trường Sơn này hóa ra lại là thầy của Diêu Tổng. Vậy nên những lời anh ấy nói đều là thật hả? Sao có thể được chứ? Sao Cố Trường Sơn có thể là thầy của Diêu Tổng chứ? Anh ta chỉ là một thầy giáo miền núi bình thường thôi mà, sao có thể đào tạo được một người xuất sắc như Diêu Tổng chứ? Nói vậy, ý của cô là xem thường người miền núi như tôi đúng không? Diêu Thúy Linh, tôi xuất thân thấp kém, may mắn gặp được thầy tốt, như được soi sáng bởi mặt trời chân lý vậy. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Hôm nay tôi vì thầy tôi xây trường học cũng là để tỏ lòng kính thầy, không nghĩ đến việc có người gây rối, vu khống thầy tôi. Hôm nay tôi tuyên bố ở đây, sau này nếu có ai dám sỉ nhục thầy tôi, cả đời này sẽ không có cơ hội hợp tác với Diêu Thị. Diêu Tổng, tôi xin lỗi, tôi có mắt không biết Thái Sơn, tôi sai rồi. Xin cho tôi thêm một cơ hội, có được không? Diêu Tổng, tối hôm qua là ai cá cược với tôi nhỉ? Nói nếu tôi vào được buổi khánh thành hôm nay thì thế nào ấy nhỉ? Cố Trường Sơn, anh đừng có ép người quá đáng. Muốn tôi quỳ gối trước anh, đừng có mơ. Tôi muốn xem có gì mà không thể. Tôi cho anh 3 giây để xin lỗi thầy tôi. Nếu không, tập đoàn Phùng Thị sẽ không còn trốn dung thân ở Đại Hạ đâu.
Đừng mà, Diêu tổng, cô xem, ở đây biết bao nhiêu người? Ba, bao nhiêu là nhà báo? Hai, hay là cho tôi xin lỗi riêng thầy Cố đi. Một, xin lỗi Diêu tổng, tôi sai rồi. Hai chúng ta, ai vô dụng đây? Tiểu Diêu, giáo dục, không nên dính líu quá nhiều đến tiền bạc. Cô biết nên làm thế nào rồi chứ? Lễ khánh thành sẽ được tạm dừng, mời quan khách về cho. Thầy Cố, lát nữa thầy có bận gì không? Tôi còn có chút việc. Hôm khác, chúng ta gặp đi. Gia Hưng, Phùng Gia Phát, đại thiếu gia của tập đoàn Phùng Thị. Ba giao cho em, chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong. Tập đoàn Tô Thị khó xử vậy sao? Anh hai, cái tên Cố Trường Sơn đã kết thân với Diêu Thúy Linh và Đỗ Quốc Hùng. Cho nên em mới chỉ là một nữ tỷ phú, một thần y còn con. Cũng chỉ có thế thôi. Em đừng quên, sư phụ anh đã từng một mình chống lại 10 cao thủ chiến thần đấy. Anh hai, vậy lần này phiền anh rồi. Trường Sơn, hay là anh về trước đi. Tên Phùng Gia Phát này không phải loại tốt đẹp gì. Không sao, lát nữa Tiểu Đỗ với Tiểu Diêu cũng đến mà. Cho dù hôm nay chiến thần có đến, họ cũng không làm gì được anh. Gia Phát, lần này con trở thành đệ tử của chiến thần đại nhân, cũng không được quên các chú đâu nhé. Chú khách sáo rồi. Cháu mong mọi người hợp tác giúp đỡ Phùng Gia còn không kịp. Sau khi đại thiếu gia Phùng Gia bái chiến thần làm sư phụ, quả nhiên là khác hẳn. Nào uống cái nào. Cụng ly. Cố Trường Sơn, anh thật sự dám đến đây sao? Cậu là Cố Trường Sơn hả? Nếu như đã đến rồi thì đừng về nữa. Đây gọi là phong thái của đệ tử chiến thần đó sao? Ý cậu là gì hả, Cố Trường Sơn? Thân là đệ tử chiến thần, đúng lý phải tận lực vì nước. Còn cậu lại lợi dụng tư quyền, công tử bất phân, ức hiếp dân lành. Phùng Gia Phát, tôi chỉ hỏi cậu một câu. Khi chưa có chứng cứ gì trong tay, cậu lấy tư cách gì mà bảo tôi đi? Cố Trường Sơn, chưa nói đến chuyện anh làm hại khách quý của nước Hoa. Chỉ dựa vào việc vừa rồi anh sỉ nhục chiến thần, xúc phạm Long Soái, cũng đủ để tôi lấy mạng anh rồi. Sỉ nhục chiến thần, xúc phạm Long Soái sao? Không có bằng chứng trong tay, lại vu khống người khác. Lẽ nào cậu làm vậy không phải là đang sỉ nhục danh tiếng của chiến thần sao? Tôi chính là bằng chứng đây. Đúng thật là miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn đấy. Cậu có xúc phạm sư phụ và Long Soái hay không? Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng hôm nay cậu phải đi với tôi để tiếp nhận điều tra. Tiếp nhận điều tra sao? Trường Sơn, anh cẩn thận bị họ lừa đấy. Em yên tâm, hôm nay không ai đưa anh đi được đâu. Không ai làm được sao? Tôi cũng muốn xem hôm nay tôi có đưa cậu đi được không. Là kẻ nào dám đưa thầy tôi đi? Diêu tổng, nếu cách đây 3 ngày tôi sẽ còn sợ cô vài phần, nhưng bây giờ chúng tôi đã có quan hệ thân thiết với Long Soái đại nhân rồi. Tôi còn là đệ tử của chiến thần nữa chứ. Diêu tổng, cô đang muốn đối đầu với chiến thần đại nhân sao? Phùng Gia Phát, tôi thấy người đối đầu với chiến thần là anh mới đúng. Diêu tổng, sao cô cứ bao che cho tên Cố Trường Sơn đó vậy? Vì cậu ta từng là thầy của cô hả? Một câu nói của chiến thần đại nhân rất có thể sẽ khiến Diêu thị biến mất đấy. Diêu tổng, cô đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi là đệ tử của chiến thần đại nhân đấy, sao tôi lại đối đầu với sư phụ của mình chứ? Anh cứ luôn miệng nói mình là đệ tử của chiến thần. Vậy sư phụ của chiến thần là ai anh biết không? Sư phụ của chiến thần đại nhân tất nhiên là Long Soái đại nhân bất khả chiến bại rồi. Vậy còn sư phụ của Long Soái thì sao? Diêu tổng, ý của cô là gì? Cố tình câu giờ đúng không? Tôi nói luôn cho cô biết, hôm nay cho dù có ai tới đây, tôi cũng phải đưa cậu ta đi. Vậy nếu tôi không để anh đưa thầy ấy đi thì sao? Ngay cả thần y của đại hạ cũng đến rồi. Tên Cố Trường Sơn này đúng là không đơn giản. Thần y Đỗ đúng là y thuật của cậu rất giỏi. Nhưng cho dù là vậy thì chiến thần và Long Soái đại nhân cũng không phải là người cậu có thể động vào.
Vậy nếu tôi từng cứu mạng chiến thần đại nhân thì sao? Thì anh là cái thá gì? Cậu đã cứu sư phụ của tôi. Cũng không biết là ơn cứu mạng nặng hơn, hay là tình thầy trò của anh nặng hơn. Thần Y Đỗ, cậu đã cứu được một lần, vậy có cứu được lần hai không? Sư phụ của tôi không cần tôi cứu, chỉ là hôm nay là một ngày khá là đặc biệt. Nếu không tôi cũng không có cơ hội để biểu diễn. Tôi phải cảm ơn anh, Cố Trường Sơn. Cho dù hôm nay có thần Y Đỗ bảo kê cậu, tôi vẫn muốn hạ bệ cậu. Được, tôi luôn sẵn sàng hoan nghênh. Tôi khuyên cậu đừng hành động liều lĩnh. Có một số việc đã làm thì không thể quay đầu lại. Lấy điện thoại đặc biệt ra cho anh. Tôi phải gọi điện thoại cho sư phụ, đích thân bắt giữ cậu. Chiếc điện thoại này, đây là món quà mà chiến thần tặng cho anh trai tôi. Đây anh, điện thoại thông thường căn bản không liên lạc được với chiến thần. Chỉ cần chiếc điện thoại này kết nối, anh biết kết cục của anh rồi đó. Cái điện thoại nát của cậu, tôi đoán là không kết nối được đâu. Cố Trường Sơn, cậu đang nói nhảm gì vậy? Chiếc điện thoại này là chiến thần đích thân tặng cho anh tôi, làm sao có thể không gọi được? Tối qua tôi nhận được tin nhắn sát thần Kuitazo của nước Nhật dẫn người tấn công lén biên giới đại hạ ta. Thằng nhóc Triệu Minh Vũ bây giờ có lẽ đang ở biên giới đánh chém gì rồi. Cậu nghĩ là cậu ấy bây giờ sẽ có thời gian trả lời điện thoại của đệ tử sao? Cố Trường Sơn, mấy năm nay cậu không phải đi lên núi làm giáo viên sao? Cậu đã bao giờ đi đóng phim chưa? Diễn thật là giống đấy, như kiểu chuyện quốc gia đại sự cậu đều biết vậy. Tô Ngọc Tú, đây là người đàn ông em chọn sao? Anh ta thật sự là cái gì cũng dám nói. Anh ta cũng không xem người này là ai. Đây là đệ tử thân truyền của chiến thần. Lẽ nào anh ấy không biết tung tích của chiến thần? Cố Trường Sơn này giả dạng cũng quá đáng rồi. Loại bí mật quốc gia thế này, sao cậu ta biết được chứ? Đúng vậy, chuyện này nói lung tung là có ngày mất đầu. Nếu cậu không tin thì bây giờ lấy điện thoại của cậu ra, gọi điện thoại cho chiến thần của các người, xem cậu ta có trả lời không. Được thôi, vậy tôi sẽ để loa công khai để cậu nghe chiến thần đại nhân nói cái gì. Cố Trường Sơn sẽ không nói chúng đó chứ? Điện thoại thật sự không có ai trả lời. Xem ra sư phụ của anh không nghe điện thoại rồi. Thầy Cố nói đúng. Anh ơi, sao có thể như vậy? Chiến thần đại nhân chỉ là tạm thời có việc. Có vẻ như bị tôi nói trúng rồi. Sư phụ của cậu không trả lời điện thoại của cậu. Cố Trường Sơn, cậu lại đang nói nhảm cái gì vậy? Sư phụ tôi làm gì, sao tôi có thể không biết? Tôi đã nói từ sớm rồi, tên nhóc Triệu Minh Vũ đang thực hiện nhiệm vụ, làm sao có thể trả lời điện thoại của đồ đệ chứ? Điện thoại của anh không kết nối, xem ra không còn hy vọng rồi. Đi thôi sư phụ. Đại ca, anh không thể để bọn họ đi. Phùng gia các người đừng có ép người quá đáng. Nếu là như vậy, tối nay tôi sẽ triệt để trở mặt với các người. Cố Trường Sơn, coi như cậu may mắn, chờ tôi liên lạc được với sư phụ tôi, đó sẽ là ngày cậu xanh cỏ. Phùng Gia Phát, tôi nói cho cậu biết, thân là đệ tử của chiến thần, cậu có nghĩ cậu xứng đáng không? Ngọc Tú, chúng ta đi. Bệnh viện trung tâm. Em sẽ lên trước và nói rõ chuyện tối nay với ba. Được. Lát nữa để Tiểu Đỗ giúp chú kiểm tra kỹ một chút. Em xin lỗi Trường Sơn, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. Em chú ý sức khỏe nhé. Thầy ơi, chuyện tối nay thầy muốn nói với anh Triệu không? Không cần. Nói với cậu ấy, tôi sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Tôi cũng muốn gặp lại đám người Phùng gia. Anh trai, vẫn chưa liên lạc được với chiến thần đại nhân sao? Vẫn chưa. Phỏng chừng bị Cố Trường Sơn nói trúng rồi. Sư phụ hẳn là đang thực hiện nhiệm vụ. Làm sao có thể chứ? Em không thấy Cố Trường Sơn đó. Có quan hệ gì với Diêu Thúy Linh sao? Biết được mấy tin như vậy không có gì lạ. Em đừng lo lắng, chờ anh liên lạc với sư phụ anh. Cố Trường Sơn, không đáng lo ngại.
Còn Diêu Thúy Linh và Đỗ Quốc Hùng phía sau anh ta thì sao? Em nghĩ họ đứng trước bờ vực sinh tử, còn có thể bảo vệ Cố Trường Sơn không? Chưa nói đến chống lưng của ta là nước Hoa. Đợi anh với ba nắm được tài liệu quân sự của Đại Hạ, nước Hoa có thể phát động chiến tranh toàn diện. Ba, con tin Cố Trường Sơn. Ngọc Tú, ba không có muốn ngăn cản con, nhưng chúng ta không thể đắc tội Chiến Thần Đại Nhân đâu. Anh ấy tối nay không hề có chuyện gì. Tối ngày hôm nay, đó là vì không liên lạc được với Chiến Thần Đại Nhân. Còn có Diêu Tổng và Thần Y Đỗ bảo vệ Cố Trường Sơn. Lẽ nào Phùng Gia Phát cả đời không gọi được cho Chiến Thần Đại Nhân sao? Diêu Tổng và Thần Y Đỗ có thể bảo vệ Cố Trường Sơn cả đời không? Có lẽ anh ấy không cần bảo vệ. Ngọc Tú, con thật ngây thơ. Con nghe lời ba, nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Cố Trường Sơn. Nếu không, Tô gia của chúng ta không thể cứu vãn được. Thầy ơi, bên phía ông Tô đã hoàn toàn hồi phục rồi. Ông ấy định tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả những người nổi tiếng của Hoa Thành. Được. Ngọc Tú đã thông báo với tôi rồi. Em ấy muốn tôi đến để tôi thuyết phục chú. Cho nên Tô Ngọc Tú cô ấy, em ấy bây giờ đã tin tưởng tôi. Tối nay ba đặc biệt mời hai vị thiếu gia Phùng gia tới. Ngọc Tú, con xin lỗi họ cho đàng hoàng đi. Cả hai bọn họ đều có ý đồ xấu, ba biết. Nhưng hiện tại Phùng gia bọn họ có nhiều mối quan hệ và chỗ dựa, chúng ta không thể không thỏa hiệp được. Với lại, cũng chỉ có Phùng gia có thể giúp Tô gia chúng ta vượt qua khó khăn. Nhưng mà ba biết con thích tên Cố Trường Sơn đó, ba cũng rất cảm kích cậu ta. Nhưng mà chúng ta phải xem xét thế lực đằng sau Phùng gia. Anh, em nghe nói hai ngày trước anh đã liên lạc được với Chiến Thần Đại Nhân. Đúng vậy. Sư phụ bảo đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, lại một lần nữa lập công cho đất nước. Vậy anh đã nói với anh ta về Cố Trường Sơn chưa? Đã kịp nói với thầy ấy đâu. Sư phụ lần này đến đây để làm chuyện lớn, cần anh giúp đỡ. Mấy chuyện nhỏ như đối phó Cố Trường Sơn tiện tay giải quyết là được rồi. Vậy thì chuyện lớn là gì vậy? Nói là có nhân vật lớn đến Hoa Thành, thầy ấy muốn đích thân tổ chức tiệc trò. Nhân vật lớn đó, hai vị Phùng thiếu gia đã đến. Sự hiện diện của hai vị là niềm vinh hạnh của Tô gia. Ngọc Tú, còn không mau chào hai vị thiếu gia. Chào hai vị Phùng thiếu gia. Sao không thấy Cố Trường Sơn nhỉ? Hắn không phải là cái đuôi của Tô tiểu thư sao? Gia Hưng, sao lại nói như thế? Điều này khiến ông Tô xấu hổ đấy. Trường Sơn, anh ấy không phải là cái đuôi. Ngọc Tú, hai vị Phùng thiếu gia, Tô gia chúng tôi và Cố Trường Sơn không có thân thiết đến như vậy. Vậy sao? Nhưng sao tôi thấy Tô Ngọc Tú và anh ta thân thiết lắm? Tôi thấy ông Tô rất có mắt nhìn đấy. Nhận ra cậu ta chỉ là cáo mượn ngoài hùng. Cố Trường Sơn này chính là cái loại người như vậy. Phùng thiếu gia, cậu nói rất đúng. Ba, Trường Sơn, anh ấy đã cứu mạng ba đấy, sao ba lại? Ngọc Tú, con im đi. Ông Tô, Chiến Thần Đại Nhân sắp đến Hoa Thành rồi. Tôi sẽ tổ chức tiệc mừng ngày ấy. Nếu như Tô gia muốn đến tham dự, e là phải cắt đứt mọi mối quan hệ với tên Cố Trường Sơn này rồi. Anh ơi, anh nghĩ nhiều quá rồi. Tô tiểu thư người ta không mấy khi đồng ý tham dự tiệc của chúng ta đâu. Cậu nói đùa rồi. Tô gia chúng tôi rất hứng thú với bữa tiệc của Chiến Thần Đại Nhân. Nếu đã như vậy thì hãy thể hiện sự chân thành đi. Nếu Tô Ngọc Tú tình nguyện ở bên hai anh em tôi trong vòng một tháng, vậy thì tôi có thể suy nghĩ lại để Tô gia mấy người tham dự tiệc của Phùng gia chúng tôi. Anh đừng mơ mộng nữa, Phùng thiếu gia. Lời nói này của cậu có vẻ hơi quá đáng rồi. Cho dù các cậu đề xuất để Tô gia và Phùng gia liên hôn, thì chúng tôi cũng, các người đang mơ tưởng gì vậy? Tô Ngọc Tú này đã bị Cố Trường Sơn xài qua rồi, có tư cách gì để bước vào Phùng gia chúng tôi? Cậu, Phùng gia Hưng,
Đây là tiệc của Tô gia, chúng tôi không hoan nghênh anh. Biến đi cho tôi. Tô tiểu thư cãi nhau với hai vị Phùng thiếu gia sao? Không phải chứ. Tô tiểu thư lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Phùng thiếu gia là đệ tử thân cận của chiến thần đấy. Tôi nghe nói bạn trai của Tô Ngọc Tú là Cố Trường Sơn, hoàn toàn không để chiến thần đại nhân vào mắt. Chuyện này căng rồi đây. Tô Ngọc Tú, cô vẫn chưa hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi là đệ tử thân cận của chiến thần đấy. Có phải cô và Cố Trường Sơn ở bên nhau lâu rồi nên cũng bắt đầu phát điên theo rồi không? Ngọc Tú, con đang nói hồ đồ cái gì thế? Ba, ba không nghe thấy Phùng Gia Hưng nói gì sao? Ba vẫn chịu được sao? Ba muốn bán con cho hai người họ phải không? Ba. Được rồi, Tô Ngọc Tú, cuối cùng bây giờ em cũng không giả vờ nữa. Vậy hãy đợi đích thân chiến thần đến, khiến cho tập đoàn Tô gia mấy người biến mất khỏi thế giới này đi. Nhị thiếu gia, xin hãy nương tay với chúng tôi. Xin hãy nương tay. Nương tay sao? Cũng được. Vậy hãy làm theo ý của em trai tôi đi. Đến khách sạn Vân Thành ở mấy đêm cùng em trai tôi. Chuyện này tôi có thể sẽ bỏ qua đấy. Tôi không bao giờ đồng ý. Trường Sơn, sao anh lại ở đây? Nếu anh không đến, vợ anh sẽ bị người khác bắt nạt mất. Anh đừng nói nhảm nữa. Chúng ta vẫn chưa. Cậu Cố, cậu đừng nói lung tung nữa. Tô gia chúng tôi không có bất kỳ quan hệ nào với cậu cả. Ông Tô, bây giờ ông cự tuyệt thầy Cố, ông có biết mình đang bỏ qua điều gì không, Diêu Tổng? Tôi biết cô là học trò của cậu Cố. Thần Y Đỗ cũng là học trò của cậu Cố. Nhưng cho dù vậy, cậu ấy cũng không thể đắc tội với Phùng Đại Thiếu Gia được. Phùng Đại Thiếu Gia là đệ tử thân cận của chiến thần đấy. Cậu ta có lẽ sẽ sớm không còn cái danh đó nữa đâu. Cố Trường Sơn, lần trước tôi gọi điện thoại cho sư phụ nhưng không nghe máy là vì sư phụ đang đi làm nhiệm vụ bí mật. Lần này thầy ấy sẽ đến. Đừng nói là Diêu Tổng không bảo vệ cậu, e rằng ngay cả thần tiên cũng không bảo vệ được cậu đâu. Chiến thần, cậu ấy đến đây làm gì? Cố Trường Sơn, tên phế vật này, làm sao mà anh biết được? Chiến thần sẽ đích thân đến đây là để mở tiệc cho một nhân vật lớn. Nhân vật lớn sao? Xem ra Diêu Tổng cũng không rõ chuyện này cho lắm. Tô Ngọc Tú, tóm lại một câu, nếu cô không làm theo lời em trai tôi nói, vậy thì từ nay về sau đại hạ sẽ không còn Tô gia nữa. Cố Trường Sơn, anh nói xem người phụ nữ của anh sẽ phục vụ cho tôi chứ? Chắc chắn cậu sẽ hối hận vì câu nói này. Hối hận sao? Người phải hối hận là anh đấy. Anh xuống địa ngục là cái chắc rồi. Đi. Tô Tổng, ông thực sự sẽ để con gái mình đi sao? Ngọc Tú, em không cần lo, mọi chuyện có anh rồi. Cậu Cố, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi biết tôi không nên nói lung tung. Coi như tôi cầu xin cậu, cậu đừng liên quan gì đến Ngọc Tú chúng tôi nữa. Tô gia chúng tôi không muốn đắc tội với chiến thần đại nhân đâu. Ba, vậy thì ba cũng không thể bán con cho Phùng Gia Hưng được. Con sẽ không đồng ý đâu. Nếu con không đồng ý thì Tô gia chúng ta biết phải làm thế nào đây? Chú, Ngọc Tú, hai người yên tâm đi, có cháu ở đây sẽ không có gì xảy ra đâu. Trường Sơn, anh muốn làm gì vậy? Nếu không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết người tạo ra vấn đề. Hai người cứ chờ tin tốt của cháu. Sao có thể như vậy? Lần này em không tin Tô Ngọc Tú kia không ngoan ngoãn nghe lời. Anh ơi, anh có muốn đến chơi đùa chút không? Em nên nhớ, mục đích chính của chúng ta là giành được tập đoàn Tô thị. Phụ nữ đều là chuyện ngoài lề. Được, được rồi, em biết rồi mà. Tối nay em sẽ khiến Tô Ngọc Tú này ngoan ngoãn nghe lời. Em tắt đây. Cố Trường Sơn, mấy người đến đây làm gì? Anh có biết đây là đâu không? Anh cậu đâu? Bây giờ là tôi đang hỏi anh. Giờ không phải là thời gian để anh hỏi tôi. Xem ra đêm nay hắn không có ở đây. Vậy hôm nay giải quyết cậu trước vậy. Phùng Gia Hưng, cậu lạm dụng quyền lực đàn áp người dân,
Bắt hắn lại cho tôi. Anh muốn làm gì? Anh có biết tôi là ai không? Anh trai tôi là đệ tử của chiến thần đấy. Anh không muốn sống nữa sao? Tôi biết anh cậu là đệ tử của Triệu Minh Vũ. Vậy thì sao chứ? Phùng Gia Hưng, tôi sợ là cậu không biết tôi và Triệu Minh Vũ có quan hệ gì với nhau. Anh vậy mà dám gọi thẳng tên chiến thần như thế. Anh như vậy là đại nghịch bất đạo đấy. Tôi gọi thẳng tên cậu ấy thì làm sao? Thằng nhóc Triệu Minh Vũ đó, dung túng đồ để ức hiếp người dân, cũng nên biến mất cùng rồi. Cố Trường Sơn ơi, Cố Trường Sơn, anh đúng là điên rồi. Anh dám nói chiến thần như thế. Anh cứ chờ đấy. Triệu Minh Vũ, Diêu Thúy Linh, Đỗ Quốc Hùng, ba người họ đều là bạn học với nhau. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Cậu đoán thử xem, quan hệ giữa chúng tôi là gì? Bạn học. Ba người bọn họ vậy mà lại là bạn học của nhau. Phùng Gia Hưng, hôm nay tôi sẽ nói cho cậu biết. Ở Hoa Thành này còn có rất nhiều cao thủ mà mấy người cho là tuyệt vời. Những người có quyền, có thế, bọn họ đều là bạn học của nhau. Không thể nào vậy được. Họ đều là học trò của anh. Anh chỉ là một giáo sư ở miền núi, làm sao có thể thu nhận được nhiều học trò có năng lực như vậy. Quên nói với cậu, bọn họ là khóa tệ nhất mà tôi từng dạy. Khóa tệ nhất từng dạy. Lẽ nào anh vẫn còn học trò khác sao? Đúng là có một người, chính là người mà lúc nào mấy người cũng tung hô là Long Soái. Cậu ấy cũng là học trò của tôi. Cố Trường Sơn, lời nói dối như vậy mà anh cũng dám nói. Anh dám nói những người có năng lực nhất đại hạ này, còn có Long Soái, đều là học trò của anh. Anh không thấy buồn cười sao? Tin hay không tùy cậu. Mang đi cho tôi. Cố Trường Sơn, anh không thể làm như vậy với tôi. Anh trai tôi là đệ tử thân cận của chiến thần. Thả tôi ra. Thả ra. Thầy ơi, nói đi. Đám nhóc này định tổ chức tiệc gì? Nhân vật lớn mà Phùng Gia Pháp nói, chắc không phải tôi đâu nhỉ? Thầy ơi, thực ra chúng em muốn tổ chức một bữa tiệc tri ân, tạo bất ngờ cho thầy. Nhưng không ngờ Triệu Minh Vũ lại đi nói với Phùng Gia Phát. Sau đó em liền đến đây. Bất ngờ. Tôi thấy là kinh hãi thì đúng hơn. Tên Phùng Gia Phát đó còn muốn tiễn tôi đi luôn trong bữa tiệc. Em sẽ đi giải thích rõ ràng với Triệu Minh Vũ. Khoan đã, thầy còn dặn dò gì nữa sao? Tên nhóc Triệu Minh Vũ này phạm sai lầm không phải lần một, lần hai, nên đánh cho một trận ra hồn. Còn tên Long Nhất kia, thân là Long Soái, vậy mà lại bị một tên Phùng Gia của Hoa Thành lợi dụng danh hiệu Long Soái. Chắc chỉ là nhất thời không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này thôi. Răng dù bảo vệ cho thế lực xấu xa, cái này gọi là chuyện nhỏ sao? Tiểu Diêu, cô đã quên bình thường tôi dạy cô thế nào sao? Dạ vâng thầy, em biết sai rồi. Chuyện này cũng không trách cô. Bữa tiệc tri ân này, mấy người muốn làm thì cứ làm. Vâng. Tên Uzama sao kia, kể từ khi rời khỏi đại hạ của chúng ta, vậy mà lại dám bên nước qua kia ra tay hành động. Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Phùng Gia. Chút nữa cô phải tra hỏi tên Phùng Gia Hưng kia thật kỹ. Khi cần thiết, cô và Triệu Minh Vũ hãy tính toán một chút. Cái gì? Không thấy Gia Hưng nữa sao? Không phải tối qua nó còn ở khách sạn Vân Thành sao? Tôi không quan tâm mấy người dùng cách gì, lập tức tìm ra nó cho tôi. Ở địa bàn của tôi còn dám bắt người Phùng Gia chúng tôi? Cố Trường Sơn, không thể được. Hắn làm sao có bản lĩnh này? Alo, giúp tôi chuẩn bị xe, lập tức đến Tô Gia. Được. Ba ơi, ba không cần phải lo. Trường Sơn nói sẽ giúp chúng ta giải quyết thì nhất định sẽ làm. Lại nhắc đến Cố Trường Sơn đó, lần này tập đoàn Tô Thị của chúng ta e rằng đã bị tên Cố Trường Sơn kia hại thê thảm rồi. Ba, ba hãy tin con, cũng là tin anh ấy. Con mau đi thu dọn đồ đạc đi. Nếu như con thích Cố Trường Sơn như vậy, vậy thì hãy đi với cậu ấy. Ba có mua một biệt thự ở bên phía Yên Kinh. Sau khi tụi con đến đó,
thay họ đổi tên. Bắt đầu lại từ đầu nhé. Ba, con tuyệt đối không thể. Ba ơi, chờ đã. Ba nói gì chứ? Ba nói, con và tên Cố Trường Sơn kia hãy trốn đi. Ba đây, không thể nào để con đi phục vụ hai tên quái vật kia được. Con yên tâm, tập đoàn Tô Thị đã có ba lo. Những việc khác con không cần quản nữa. Trong thẻ này, có một ít tiền. Đủ để con và Cố Trường Sơn sống tốt cả đời rồi. Tô Ngọc Tú, tốt nhất cô nên mau thả em trai tôi ra. Làm gì vậy, ông già? Muốn cho con gái tiện để trốn thoát sao? Phùng đại thiếu gia, tôi không biết ý cậu là gì. Phùng Gia Phát, ở đây là Tô Gia. Không đến lượt anh dẫn người đến đây gây rối. Tô Gia, bây giờ Tô Gia có tư cách gì để nói chuyện? Các người còn không bằng một gia tộc hạng hai. Hoa Thành không phải là nơi nằm ngoài pháp luật. Anh dẫn người xâm phạm quyền riêng tư không phải phạm pháp sao? Phạm pháp? Tôi là đệ tử thân cận của chiến thần. Những gì tôi nói đều là luật. Anh Phùng đại thiếu gia, bên trong này có phải có hiểu lầm gì rồi không? Hiểu lầm? Tối qua cô ta gặp em trai tôi ở khách sạn Vân Thành, sau đó thì bị mất tích. Ông nói cho tôi biết bên trong đây có hiểu lầm gì không? Vốn dĩ hôm qua tôi không hề gặp Phùng Gia Hưng. Đúng vậy, đêm qua Ngọc Tú không hề ra ngoài. Phùng đại thiếu gia, cậu thực sự hiểu lầm rồi. Không ra ngoài sao? Vậy em trai tôi đâu? Tôi biết rồi. Là Trường Sơn, chắc chắn là Trường Sơn đã làm gì đó. Cố Trường Sơn. Cố Trường Sơn có thân phận gì chứ? Hắn có thể làm ra chuyện này sao? Tôi chỉ muốn thông báo là Phùng Gia Hưng đã phạm tội. Đã nhờ bảo vệ của Hoa Thành nhốt hắn ta vào tù mà thôi. Em trai cậu đã bị bắt vì phạm pháp, lẽ nào đây không phải là chuyện thường tình sao? Phùng đại thiếu gia, vừa rồi không phải cậu nói cậu chính là luật pháp sao? Vậy chuyện em trai cậu đã làm sai, chẳng lẽ cậu không biết sao? Cố Trường Sơn, cậu đang nói cái quái gì vậy? Em tôi không thể bị bắt được. Người phạm pháp đương nhiên là phải ngồi tù. Phùng đại thiếu gia, chẳng lẽ một câu nói của cậu còn lợi hại hơn cả luật pháp của đại hạ sao? Cả Hoa Thành này đều biết tôi là đệ tử của chiến thần, ai dám bắt em tôi chứ? Tôi biết rồi, chắc chắn là do người phụ nữ này. Chắc chắn cô ta đã dùng thủ đoạn gì đó khiến em tôi bị bắt. Tôi không có làm. Anh đừng có ngậm máu phun người. Có hay không, tôi lục soát Tô Gia là biết ngay. Cô muốn lấy em trai tôi để uy hiếp tôi, mượn cớ để đến bữa tiệc, có đúng không? Phùng Gia Phát, Tô Gia chúng tôi tuy là không vẻ vang gì, nhưng mà cũng không đến mức làm chuyện phạm pháp. Tô Dương, ông được lắm. Đến ông già ông cũng chống đối tôi. Phùng Gia Phát, nếu cậu cảm thấy Tô Gia chúng tôi làm ra chuyện phạm pháp nào, tôi sẵn sàng tiếp nhận điều tra với cậu. Nhưng nếu cậu lạm dụng chức quyền xúc phạm Tô Gia chúng tôi, cho dù tôi có liệu tấm thân già này cũng không để cậu tọa nguyện đâu. Đúng rồi, Phùng đại thiếu gia, tôi khuyên anh nên gọi điện thoại đi. Nếu không, em trai anh trong đó chắc sắp như tử rồi. Được, tôi sẽ gọi ngay đây. Alo, tôi là Phùng Gia Phát. Tôi... Cái gì? Sao nó có thể ở trong tủ chứ? Sao không có ai báo cho tôi hết? Được rồi, thấy chưa? Tôi đã nói rồi, một khi đã phạm pháp thì chắc chắn sẽ bị luật pháp trừng trị thôi. Tôi cũng không biết hôm nay cậu bị gì mà lại chạy đến đây góp vui. Cố Trường Sơn, rốt cuộc cậu đã dở trò gì? Tôi làm gì hả? Tôi chỉ là một công dân lương thiện, báo cáo tội phạm thôi. Không thể nào. Vậy theo cậu thì còn gì nữa? Cố Trường Sơn, tôi không rảnh đứng đây đôi co với cậu. Chờ tôi đưa em tôi ra, tôi sẽ xử cậu sau. Đi. Em ổn chứ? Em không sao. Trường Sơn, rốt cuộc anh đã làm gì vậy? Thì anh nói với cảnh sát về Phùng Gia Hưng. Cố Trường Sơn, tôi không quan tâm cậu đã làm gì. Cậu mang theo tấm thẻ này cùng với Ngọc Tú đi Yến Kinh đi. Cố Trường Sơn, cậu đắc tội với cả nhà họ Phùng rồi. Cậu nghĩ cậu còn ở Hoa Thành được nữa sao? Cậu với Ngọc Tú đi Yến Kinh
thay tên đổi họ. Bắt đầu lại từ đầu đi. Chú cứ yên tâm. Có cháu ở đây, hai người sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu đừng đứng đây nói nhảm nữa. Đắc tội với Phùng gia, cậu nghĩ cậu được yên sao? Phùng gia Phát là đệ tử của chiến thần đấy. Người đó là chiến thần của đại hạ đấy. Đúng rồi, cái này là thiệp mời dự lễ tri ân của chiến thần. Diêu tổng bảo cháu mang đến. Cái này sao có thể chứ? Đến thiệp mời của chiến thần, Diêu tổng cũng đã gửi cho anh. Cô ấy không sợ anh có chuyện gì sao? Cô ấy chưa bao giờ lo anh sẽ xảy ra chuyện gì cả. Vậy cho nên em cứ yên tâm đi, sẽ không có gì đâu. Cậu nói không thể thả em trai tôi ra sao? Có biết tôi là ai không hả? Dám đắc tội với tôi sao? Tôi là đệ tử của chiến thần đấy. Tôi sẽ nói rõ cho cậu biết. 3 ngày nữa, sư phụ tôi sẽ có mặt ở Hoa Thành. Đến lúc đó, chiến thần ghé thăm đội vệ binh, sẽ san bằng đội vệ binh của Hoa Thành đấy. Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Sư phụ, chuyện là em trai em bị người ta bắt rồi. Em, cái đó, chuẩn bị xong rồi. Đợi thầy đến, chỉ cần tiến hành là xong. Hôm kia tôi sẽ đến. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng của đại hạ góp mặt. Đừng làm tôi xấu hổ nhé. Vâng thưa thầy. Đến rồi này. Tô Ngọc Tú, Tô Dương, sao hai người lại đến đây? Hôm nay là ngày đầu tiên tổ chức buổi tiệc tri ân chiến thần. Hai người không có tư cách tham gia. Phùng Gia Phát, đừng có khinh thường người khác. Chúng tôi đến cùng với thiệp mời đấy. Cái gì? Thiệp mời này là do đích thân tôi gửi mà. Hình như không có phát cho hai người thì phải. Anh làm gì vậy? Thiệp mời này là thật đấy. Tô gia các người không có tư cách đến đây. Phùng Gia Phát, đừng hiếp người quá đáng. Tôi hiếp người quá đáng, vậy thì đã sao? Chẳng lẽ Tô gia các người dám đối đầu với Phùng gia sao? Không phải con ruồi hay bám theo cô Tô đây sao? Cố Trường Sơn, sao thế? Hôm nay cậu có cách để cô Tô vào trong hay sao? Có gì mà không thể chứ? Cố Trường Sơn, cậu lấy tư cách gì? Hôm nay là ngày chiến thần tổ chức tiệc tri ân. Cậu đã làm gì cho đại hạ hả? Cậu từng lập công lớn hay là phát minh ra cái gì độc nhất? Chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại. Nhưng những gì anh vừa nói, học trò của tôi vẫn đang làm hàng ngày. Họ là những nhân tài kiệt xuất của đại hạ. Cố Trường Sơn, nói tới nói lui, có phải cậu đang định nói cậu chính là thầy của Diêu Tổng, là thầy của thần Y Đỗ đúng không? Ngoài những hư danh này ra thì cậu còn làm được gì nữa? Chẳng lẽ bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia không phải là có công với đất nước sao? Cố Trường Sơn, cậu muốn vào trong đến thế sao? Vậy tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Cậu bò từ đây vào trong đó đi. Như vậy tôi sẽ cho cậu vào. Trường Sơn, Tô gia chúng ta không tham gia bữa tiệc này cũng được. Không sao đâu Ngọc Tú, em yên tâm đi. Hôm nay Phùng Gia Phát kiểu gì cũng phải mời chúng ta vào trong thôi. Cố Trường Sơn, đôi khi tôi thật sự không hiểu cậu lấy đâu ra tự tin mà mạnh miệng như vậy. Quỳ hay không quỳ đây? Muốn tôi quỳ chỉ dựa vào cậu sao? Tôi nói cho cậu biết, kể cả là chiến thần hay Long Soái có đến thì họ cũng không dám bắt tôi quỳ. Cố Trường Sơn, cậu dám sỉ nhục chiến thần và Long Soái đại nhân, lá gan của cậu lớn thật đấy. Người đâu, lôi ra để tôi xem ai dám. Phùng Gia Phát, anh dám bắt thầy tôi quỳ sao? Anh có biết anh đã đắc tội với ai không? Diêu Tổng, đừng tưởng cô là người giàu nhất đại hạ thì có thể ăn nói như vậy. Chỉ cần một câu của chiến thần liền có thể khiến cô tán ra bại sản đấy. Tôi cũng muốn biết câu gì có thể khiến nhà tôi tán ra bại sản. Diêu Tổng, cô đừng có không biết điều. Phùng Gia Phát, bây giờ tôi sẽ đưa thầy tôi và người của Tô gia vào trong.
thì anh làm gì được tôi, anh muốn tôi cũng phải quỳ xuống sao? Diêu Thúy Linh. Được thôi, hôm nay tôi sẽ nể mặt cô. Vào đi. Đợi đã. Có chuyện gì sao, Diêu Tổng? Địa vị của cô cao quý, nhưng hôm nay có nhiều vị khách quý hơn, cho nên cô chỉ có thể ngồi ở giữa bàn. Còn Tô gia hai người, miễn cưỡng cũng xem là người nổi tiếng ở Hoa Thành, có thể ngồi ở cuối bàn. Còn về Cố Trường Sơn cậu, tôi có thể xếp cho cậu một cái bàn nhỏ ở cửa. Phùng Gia Phát, đừng có quá đáng. Diêu Tổng, tôi đã giữ thể diện cho cô rồi, nhưng trong tình cảnh ngày hôm nay phải có tôn ti trật tự. Nếu không lát nữa khách mời đến, không phải là bất lịch sự lắm sao? Nếu anh thực sự nói về phép lịch sự, thì lẽ ra nên mời thầy Cố ngồi ở đầu bàn mới đúng. Diêu Tổng, có phải cô đã bị Cố Trường Sơn này lừa rồi không? Cho dù tôi dám cho cậu ta ngồi đầu bàn, cậu ta dám ngồi không? Sao lúc nào Diêu Tổng cũng bảo vệ cho Cố Trường Sơn này vậy? Chẳng lẽ bởi vì Cố Trường Sơn là thầy giáo của cô ấy? Tôi từng nghe một vài tin đồn Diêu Tổng với Cố Trường Sơn đó trước đây đã có mối quan hệ thầy trò gì đó. Vị trí đầu bàn chính là của Chiến Thần Đại Nhân, ai dám ngồi chứ? Nếu như cậu đã có lòng mời tôi, vậy tôi cũng không ngại ngồi đâu. Cố Trường Sơn, chỉ cần anh dám mời thì tôi dám ngồi. Cố Trường Sơn, tốt nhất cậu nên đứng dậy cho tôi. Chỗ ngồi của Chiến Thần, loại rác rưởi như cậu cũng có thể ngồi sao? Trường Sơn, cô Tô, nếu như cô tin thầy Cố, không cần lo lắng cho thầy ấy. Nhưng đây là chỗ của Chiến Thần, lát nữa Chiến Thần đến đây, anh ấy sẽ không chịu đâu. Cô yên tâm đi. Cho dù là Chiến Thần Triệu Minh Vũ đến đây, cũng phải qua chào hỏi thầy Cố thôi. Diêu Tổng, cô không đùa đấy chứ? Tôi có nói đủ hay không? Chúng ta cứ chờ sẽ biết. Nếu như tôi đứng ở đây, cậu nghĩ thằng nhóc Triệu Minh Vũ sẽ dám ngồi sao? Cố Trường Sơn, cậu dám gọi thẳng tên của Chiến Thần là đã phạm tội lớn rồi đó. Cậu còn dám bất kính với Chiến Thần. Mọi người, hãy làm chứng giúp tôi. Cố Trường Sơn này đã bất kính với Chiến Thần sư phụ của tôi, là cậu ta ăn nói ngông cuồng. Mọi người hãy giúp tôi dạy dỗ lại tên rác rưởi này. Sau này Phùng gia tôi có thể thành công, sẽ không quên sự giúp đỡ của mọi người hôm nay. Cố Trường Sơn này ăn nói ngông cuồng, tôi nhất định sẽ làm chứng cho Phùng đại thiếu gia. Cố Trường Sơn vô dụng, chỉ biết bám váy phụ nữ, đáng lẽ phải tống anh ta vào tù. Diêu Tổng, chuyện này thật sự không sao chứ? Hai người đừng quá lo lắng. Thầy Cố làm gì có sóng gió nào chưa từng trải qua. Mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ mà thôi. Phùng Gia Phát, nếu cậu có bản lĩnh đến vậy, vậy em trai vô dụng của cậu sao vẫn chưa được thả ra? Chờ sư phụ tôi đến, thả Phùng Gia Hưng ra còn không phải chỉ là chuyện nhỏ sao? Cậu đừng có đánh trống lảng, tốt nhất cậu nên đứng dậy ngay đi. Có nghe thấy không? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao? Biết đâu có khả năng chỗ ngồi này vốn dĩ là của tôi thì sao? Cố Trường Sơn, cậu lại đang đùa với tôi hả? Ý của cậu muốn nói là cậu chính là nhân vật lớn mà Chiến Thần nói đến sao? Cố Trường Sơn, giả danh làm Chiến Thần Đại Nhân thì thôi đi, còn giả làm nhân vật lớn mà Chiến Thần nói đến nữa. Cố Trường Sơn, chắc là mấy năm trước lên núi dạy học nên điên rồi, bây giờ nói gì cũng không thèm suy nghĩ. Sự thật là thằng nhóc Triệu Minh Vũ đó đích thân mời tôi đến đây. Cố Trường Sơn, cậu nói đùa gì vậy? Cậu mà được Chiến Thần đích thân mời đến đây hả? Bởi vì tôi là thầy giáo của Chiến Thần. Cậu là thầy giáo của Chiến Thần sao? Chiến Thần võ thuật cao cường, không lẽ cậu tính nói mình biết võ sao? Biết chút chút, đừng có đánh trống lảng với tôi. Tốt nhất cậu mau đứng dậy liền cho tôi đi. Nếu không lát nữa sư phụ tôi đến, cậu không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tôi sợ người cuối cùng không chịu được trách nhiệm là cậu đó. Cố Trường Sơn, nếu cậu cứ giả mồm như vậy, chờ sư phụ tôi đến, Diêu Tổng sợ cũng không thể bảo vệ được cậu đâu. Được thôi, cứ chờ xem đi. Diêu Tổng, vậy cô đừng trách tôi không giữ thể diện cho cô. Lần này Cố Trường Sơn thật sự hết cách rồi, ngay cả Diêu Tổng cũng không giúp được nữa. Bây giờ mau rời đi, còn hơn là chọc giận Chiến Thần Đại Nhân. Nếu để Chiến Thần Đại Nhân nhìn thấy, mạng quen của Cố Trường Sơn không giữ được rồi. Thiên tài y thuật Đỗ Quốc Hùng đến. Học trò Đỗ Quốc Hùng, tạ ơn, công ơn dạy dỗ của thầy.
Quốc Hùng, cậu đến là được rồi. Quả cáp làm gì nữa? Một chút lòng thành, em để ở đây nhé. Thần Y Đỗ, mặc dù Cố Trường Sơn là thầy giáo của cậu, nhưng cậu không nên bỏ qua những gì cậu ta đã làm chứ. Ách ngồi đáy giếng, có mắt mà như mù. Thần Y Đỗ, cậu có biết chỗ cậu ta đang ngồi là của ai không? Đây là chỗ ngồi của chiến thần sư phụ tôi. Cậu ta chỉ là giáo viên miền núi, có tư cách gì ngồi ở đây hả? Tôi có thể đảm bảo với anh, trong số những người đang ở đây, không ai xứng đáng được ngồi ở chỗ này hơn thầy ấy cả. Các người đều điên hết rồi. Một giáo viên miền núi bình thường, có tư cách gì ngồi ở đây hả? Có khi nào người bị điên chính là cậu không? Không thể nào. Tôi là đệ tử được chiến thần dạy dỗ. Tôi cũng là người tổ chức bữa tiệc này. Hôm nay tôi nhất định sẽ đuổi cậu ra khỏi đây. Trấn Ngục Thiên Vương, Trần Nhạc đến. Cái gì? Ngay cả Trấn Ngục Thiên Vương huyền thoại cũng tới. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ họ đều liên quan đến Cố Trường Sơn sao? Tiểu Nhạc sao? Học trò kính chào thầy. Diễn viên toàn cầu, Tôn Chí Dương đến. Đạo diễn quốc tế, Bạch Tiểu Phúc đến. Học trò kính chào thầy giáo, cảm ơn vì công ơn dạy dỗ của thầy. Tôi đã nói rồi, mấy người các cậu đến là được rồi. Mang mấy cái này đến để làm gì? Tôi không nhận quà đâu. Mang về đi, một chút quà mọn, mong thầy có thể nhận cho. Không thể nào. Làm sao tất cả đều là học trò của Cố Trường Sơn được? Cố Trường Sơn, cho dù bọn họ đều là học trò của cậu thì sao hả? Phùng Gia Phát, đến giờ cậu vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn nghĩ tôi không có tư cách ngồi ở đây sao? Không thể nào có chuyện này. Tuyệt đối không thể. Phùng Gia Phát, anh vẫn chưa nắm rõ tình hình sao? Những vị khách ngày hôm nay đều là học trò của thầy Cố. Anh vẫn không hiểu sao? Chẳng lẽ chiến thần cũng là học trò của Cố Trường Sơn sao? Không thể nào. Chắc chắn không thể như vậy. Chiến thần phương Bắc, Triệu Minh Vũ đến. Sư phụ, ngài đến rồi. Thầy của tôi cũng đến đây. Cậu đã đón tiếp chưa? Thầy của ngài là... Mọi người đến sớm thế sao? Kính chào thầy. Cảm ơn công dạy dỗ của thầy. Thật không ngờ, chiến thần đại nhân cũng là học trò của Cố Trường Sơn. Rốt cuộc Cố Trường Sơn là người như nào vậy? Lần này Phùng Gia chắc sẽ tiêu đời rồi. Tiểu Triệu, hôm nay cậu giúp tôi chuẩn bị tiệc tri ân này. Cậu có lòng rồi. Anh Triệu, bản lĩnh của đệ tử anh chẳng ra sao hết. Vừa nãy Phùng Gia Phát này muốn đuổi thầy đi nữa đấy, còn không cho thầy ấy ngồi. Cái gì? Sư phụ ơi, sư phụ, tôi biết sai rồi. Tôi có mắt mà như mù, tôi đã biết sai rồi. Sư phụ, Triệu Minh Vũ tôi không có đệ tử như cậu, mau cút đi. Sư phụ, tôi thật sự biết sai rồi. Lúc đầu tôi không biết gì cả, bây giờ thì tôi thật sự biết sai rồi. Sư phụ, cậu biết sai sao? Vậy cậu nói xem, cậu đã sai cái gì, sai ở đâu đi? Tôi bị mù, tôi không có mắt nhìn người. Tất cả là lỗi của tôi, đều tại tôi hết, xin hãy tha thứ cho tôi. Tiểu Triệu, xem ra cậu đã quên hết những gì tôi đã dạy cậu rồi. Cậu còn nhớ được những gì vậy? Thầy giáo, học trò sai rồi, xin thầy cứ trách phạt. Thôi bỏ đi, nể tình cậu giúp tôi chuẩn bị tiệc tri ân, lần này tôi tha cho cậu. Nhưng còn cậu ta thì tính sao đây? Tên này kể từ bây giờ không còn là đệ tử của em nữa. Triệu Minh Vũ em không có quan hệ gì với Phùng Gia nữa. Vậy còn tội của cậu ta xử lý như thế nào đây? Tống vào tù, không bao giờ thả ra. Được, vậy còn không mau thực hiện đi. Người đâu? Sư phụ, tôi sai rồi. Sư phụ ơi, sư phụ, tôi xin ngài đó, cho tôi một cơ hội nữa đi sư phụ. Mọi người, hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này thông báo một chuyện. Ngọc Tú, em lấy anh nhé. Em đồng ý. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Mọi người, tôi xin thông báo, 10 ngày nữa tôi sẽ tổ chức đám cưới ở Hoa Thành. Hy vọng tất cả mọi người ở đây sẽ dành thời gian đến chung vui. Được. Alo. Cái gì? Hai thằng bé đều bị người ta bắt rồi. Phùng Đức, chủ tịch tập đoàn Phùng Gia, là ai to gan như vậy?
dám động đến vùng da tôi. Ai cơ? Cố Trường Sơn sao? Cậu ta là thầy của chiến thần. Là thầy của chiến thần thì sao chứ? Bây giờ tôi đã kết thân với Long Soái rồi. Long Soái nắm giữ hơn một nửa binh quyền ở Đại Hạ. Tên chiến thần đó gặp Long Soái cũng phải cúi đầu kính chào. Cố Trường Sơn, cho dù cậu ta có tài giỏi cỡ nào thì đã sao? Đến lúc đó tôi sẽ khiến cậu ta vạn kiếp bất phục. Cố Trường Sơn và Tô Ngọc Tú sẽ tổ chức đám cưới trong 10 ngày nữa. Đến lúc đó mình sẽ dẫn người đến. Nếu như Cố Trường Sơn biết điều, thả hai đứa con trai mình ra thì thôi. Nếu không thả, mình sẽ phá nát cái đám cưới đó. Long Soái đại nhân, lần này tôi có việc muốn nhờ cậu giúp. Tôi muốn mượn một vài người. Sao cơ? Cậu cũng muốn đến đó sao? Vậy thì tốt quá rồi. Cố Trường Sơn ơi, Cố Trường Sơn, Long Soái đại nhân đích thân đến. Lần này cậu tiêu đời rồi. Trường Sơn, ba giao Ngọc Tú lại cho con đó. Bà cứ yên tâm. Cấm vệ thần Long, ông là ai vậy? Dám đến đây kiếm chuyện? Nếu cậu đã thấy tôi dẫn cấm vệ thần Long đến đây, chắc cũng biết hôm nay tôi đến đây làm gì mà phải không? Kêu Cố Trường Sơn ra đây gặp tôi. Tôi là Cố Trường Sơn đây. Ông là Phùng Đức phải không? Phùng Đức, gia chủ của Phùng gia đấy. Ông ấy dẫn theo cả hộ vệ thần Long đến. Chẳng lẽ là lần này Long Soái cũng đến, đặc biệt ra mặt cho Phùng gia sao? Có phim hay để xem rồi. Trấn Quốc Long Soái lại ra mặt cho Phùng gia, dù là chiến thần Triệu Minh Vũ cũng phải nhường nhịn. Cố Trường Sơn, cậu đã lấy việc công làm việc tư, lợi dụng mối quan hệ thầy trò của cậu để bắt giữ hai đứa con trai tôi. Hôm nay nếu cậu không thả hai đứa con trai tôi ra, tôi sẽ cho cậu biết tay. Long Soái chính là Lâm Nhất phải không? Cố Trường Sơn, cậu cũng to gan thật. Cậu dám gọi thẳng tên của Long Soái sao? Tôi không hiểu cho lắm. Tên của những người này nguy hiểm đến vậy sao? Mà ông lại làm như chỉ cần gọi tên họ thì đều phải bỏ mạng vậy. Vậy tôi không biết mình đã mất bao nhiêu mạng rồi. Giờ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Hoặc là thả hai đứa con trai tôi ra ngay lập tức, rồi quỳ xuống xin lỗi hai đứa nó, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Còn nếu không, hôm nay là ngày cưới, cũng chính là ngày cậu rời khỏi thế gian này. Là ý của Long Nhất hay là ý của ông? Long Soái và tôi là bạn bè thân thiết. Ý của tôi cũng chính là ý của cậu ta. Vậy nếu hôm nay tôi không quỳ thì sao? Ông sẽ để mấy người này ra tay với tất cả khách mời của tôi sao? Cố Trường Sơn, cậu đừng đắc ý. Đây đều là những cấm vệ thần Long đã từng chinh chiến nhiều trận. Muốn hạ gục cậu không phải quá đơn giản rồi sao? Cậu đừng tưởng là cậu có chiến thần của lãnh thổ phía Bắc là có thể giúp cậu ngăn chặn hết mọi thứ. Trước mặt Long Soái, chỉ cần một câu nói của tôi thôi là có thể cách chức của bọn họ rồi. Phùng Đức, ông nhầm rồi. Thầy của tôi căn bản không cần tôi ra tay trợ giúp. Triệu Minh Vũ này, Long Soái đích thân đến đây, ai giúp thì cũng vô dụng thôi. Cố Trường Sơn, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Trường Sơn, hay là anh đồng ý ông ta đi. Long Soái quyền thế ngập trời, anh không thể đấu lại anh ta đâu. Cậu xem đi, người phụ nữ của cậu biết điều hơn cậu nhiều. Minh Vũ, đi đưa hai tên nhóc họ Phùng kia ra đây đi. Thưa thầy, thầy đây là trước đây bắt bọn chúng lại. Có vẻ như tôi đã sai rồi. Đi đi. Bà ơi, còn không mau cởi trói cho chúng. Hôm nay bà đã mang theo đội cấm vệ thần Long của Long Soái đến đây. Hôm nay ai đến cũng vô dụng. Cố Trường Sơn, cậu nghe thấy chưa hả? Chúng tôi có Long Soái đại nhân chống lưng, cho dù chiến thần là học trò của cậu thì có ích gì chứ?
Chiến thần cũng là do Long Soái bổ nhiệm thôi. Lần này anh to đời chắc rồi. Thưa thầy, thầy đây là... Xem ra trước đây tôi đã sai rồi. Xem ra Long Soái đại nhân quả thật vang danh khắp thiên hạ. Đến cả Cố Trường Sơn này cũng không thể không khuất phục. Không phải anh kiêu ngạo lắm sao? Không phải anh đã nói Phùng gia chúng tôi không xứng sao? Bây giờ thì xứng chưa? Bây giờ cậu đang ở địa bàn của Phùng gia chúng tôi thì chỉ là chó nhà có tang thôi. Đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu. Hãy quỳ xuống và xin lỗi chúng tôi ngay lập tức. Nếu không thì hôm nay tôi sẽ khiến cậu ngủm không toàn thây. Cố Trường Sơn, cậu cười cái gì? Cậu đừng có quanh co lòng vòng ở đây nữa. Tôi nói cho cậu biết, không có ai có thể cứu được cậu đâu. Cố Trường Sơn, tôi đếm đến ba. Nếu như cậu còn không chịu làm theo lời tôi nói, vậy thì cậu đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Một, hai. Tôi đồng ý sẽ quỳ với mấy người khi nào chứ? Ý cậu là sao? Chẳng lẽ cậu chán sống rồi sao? Hôm nay người to đời không phải tôi, mà là mấy người đó. Tôi bảo cậu quỳ xuống xin lỗi, có nghe không hả? Cậu đúng là không biết xấu hổ mà. Dám láo sự trước mặt đội cấm vệ thần long của Long Soái. Lên cho tôi, xông lên. Cậu chỉ là một giáo viên nhỏ bé ở miền núi thôi, sao có thể hạ gục nhiều cấm vệ thần long như vậy chứ? Phùng Đức, tôi chỉ hỏi ông một câu thôi. Nếu bây giờ tôi không quỳ xuống thì ông có thể làm gì tôi đây? Cậu đừng đắc ý. Một lát nữa Long Soái đại nhân đến, sẽ cho cậu biết tay. Thằng nhóc Long Nhất đó đến cũng đúng lúc đấy. Ban đầu tôi lo lắng rằng cậu ấy bận rộn quá, không thể đến được. Cậu cũng chỉ có thể nói mấy lời sáo rỗng này thôi. Đợi đến khi Long Soái đại nhân đến rồi, cậu đấu với anh ta một trận đi, được thôi. Tôi còn sợ cậu ta không dám đó. Cậu nghĩ Long Soái đại nhân là ai hả? Phùng Đức này, ông có biết Long Soái chính là học trò đầu tiên của... Sao vậy? Sao không nói nữa đi? Không bịa được nữa sao? Bây giờ cho dù cậu có quỳ xuống trước mặt Phùng gia chúng tôi, cầu xin tôi, thì Phùng gia chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Ông cứ mở miệng ra là nói sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Ông có biết những người ở đây là những ai không hả? Cho dù chỉ có những người học trò chúng tôi đây thôi, thì có bốc đại một người ra cũng là những nhân vật có tiếng tăm. Nếu như ông động đến chúng tôi thì chính là đang động đến cả đại hạ đấy. Mấy người đừng có đe dọa tôi. Chờ đến khi Long Soái đại nhân đến rồi, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Ba người Phùng gia bọn họ làm đủ chuyện xấu, sao thầy lại muốn buông tha cho bọn họ chứ? Tôi có nói muốn tha cho họ sao? Thưa thầy, vậy sao thầy lại bảo em đưa họ đến đây? Tôi nói là tôi sai rồi. Việc tống họ vào tù suốt đời là quá nhẹ. Loại người như bọn họ vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này. Cậu láo sự quá rồi đó. Cậu còn muốn lấy mạng chúng tôi nữa sao? Đợi Long Soái đại nhân đến rồi thì ngày tàn của cậu cũng đã đến rồi đó. Ách, ngồi đáy giếng. Người tầm thường không hiểu nổi chí lớn của anh hùng. Mấy người kiêu căng tự đại quá lâu rồi. Mấy người cảm thấy tất cả người dân đều là những kẻ nhỏ bé tầm thường. Tất cả những người bình thường đều không cùng đẳng cấp với mấy người. Mấy người cảm thấy bản thân là những kẻ có tiền có đặc quyền. Hôm nay, thầy sẽ dạy cho các trò thêm một tiết học cuối cùng. Các trò đều là những người dân. Có một số người xuất thân từ vùng núi nghèo, một số người xuất thân từ gia đình bình thường, một số người thậm chí còn phải lang thang trên đường phố. Nhưng cho dù xuất thân của các trò là gì đi chăng nữa, tôi đều đối xử với các trò bình đẳng như nhau. Các trò cũng là con người như tôi, đều là con dân của đại hạ. Chỉ cần biết điều này, chúng ta mới có thể vì đại hạ cống hiến nhiều hơn. Còn mấy người này, họ nghĩ rằng mình cao hơn người khác một bậc, xem người dân bình thường như cỏ rác. Toàn bộ những tên anh trong ngành đều là đối tượng
để bọn họ bóc lột. Bọn họ căn bản không xứng làm người. Cậu nói dài dòng như vậy có ích gì chứ? Đợi đến khi Long Soái đại nhân đến rồi, cậu cũng phải toi đời thôi. Vậy sao? Trấn Quốc Long Soái, Long Nhất đại nhân đến. Cố Trường Sơn, đợi anh đi gặp Diêm Vương rồi, tôi sẽ chăm sóc vợ giúp anh thật tốt nhé. Long Soái đại nhân, cậu đến rồi. Đám người đang đứng ở phía trước. Long Nhất, Trấn Quốc Long Soái, tất cả đều là các phần tử phạm tội. Bọn họ dám? Phùng Đức, sao ông dám nói họ là phần tử phạm tội? Tên Cố Trường Sơn này, hắn ỷ mình có chiến thần để dựa dẫm, hắn vậy mà dám khiến hai đứa con trai tôi. Long Soái, Long Soái ơi, sao cậu lại? Rốt cuộc tại sao vậy? Chúng tôi sai ở đâu chứ? Ông sai ở chỗ đã đắc tội với người không nên đắc tội. Đệ tử Long Nhất bái kiến ân sư. Đã lâu không gặp. Không thể như vậy. Lẽ nào Long Soái cũng là học trò của hắn? Sao cũng là học trò của hắn hết vậy? Nói các ngươi là ép ngồi đáy giếng, đúng là không sai. Thầy chúng tôi nhận lệnh của quốc chủ, dùng ngọn núi Sâm Đại Hạ thu nhận đệ tử và học trò ngoan ở khắp nơi. Mỗi một học trò đều là anh tài, phong hiệu Đại sư Rồng Thiên. Cố Trường Sơn không phải thầy của các anh tài đời mới ở Đại Hạ sao? Với thân phận này thì không ai có thể sánh bằng. Không thể nào. Tên Cố Trường Sơn này chỉ là một thầy giáo ở trên núi. Tôi là thiếu gia Phùng gia ở Hoa Thành, ai dám động đến chúng tôi? Đây chính là báo ứng của Phùng gia mấy người. Tôi đã nói, tôi sẽ khiến cho Phùng gia mấy người biến mất khỏi Đại Hạ này. Tốt, tốt rồi. Ngọc Tú của chúng ta đã chọn đúng người rồi. Cậu Cố, chuyện này là lỗi của Phùng gia. Cậu cho gia đình chúng tôi một cơ hội đi. Tha thứ cho Phùng gia đi. Bây giờ ông hối hận thì cũng không kịp rồi. Nếu ông là tôi thì ông sẽ tha cho tôi chứ? Cậu Cố, quả thật là Phùng gia chúng tôi sai rồi. Hãy cho chúng tôi một cơ hội, được không? Dẫn đi hết đi. Phùng gia chúng tôi sẵn sàng đem tất cả tài sản dâng tặng cho nhà nước. Cậu Cố, tôi xem ai dám ra tay, tôi sẽ tiễn mấy người đi đấy. Báo, đội quân áp sát biên giới nước Hoa đang tập trung ở biên giới Đại Hạ. Cố Trường Sơn, Long Nhất, các người định tiễn cha con chúng tôi đi sao? Hôm nay các người cũng đi chắc rồi. Sắp đi gặp Diêm Vương đến nơi rồi, còn ăn nói lung tung. Trường Minh Vũ, Long Nhất, cậu nghĩ rằng chúng tôi tiếp cận mấy người không có mục đích gì sao? Chúng tôi đã sớm gửi thông tin quốc phòng của Đại Hạ bán cho nước Hoa từ lâu rồi. Nước Hoa cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ đội quân đã áp sát biên giới. Đám chiến thần mấy người vậy mà lại dám ở đây tổ chức tiệc. Mấy người mới là nỗi nhục của Đại Hạ. Phùng Đức, các người đã mất đi tất cả, còn dám ở đây mạnh miệng sao? Thầy tôi thần cơ diệu toán, sớm đã nhìn thấu được kế hoạch của các người. Giao dịch bí mật của các người với tên Uzama sao kia, ông cho rằng thầy tôi không biết sao? Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của thầy tôi. Thông tin tôi và Long Nhất tiết lộ cho mấy người, tất cả đều là giả. Tôi sẽ cho bọn người nước Hoa kia biết cái gì gọi là phạm đến Đại Hạ của tôi. Xa cách mấy cũng phải diệt. Không thể nào, chuyện này sao có thể như vậy được? Ông tưởng rằng chỉ có người nước Hoa mới có chiến thuật sao? Bên cạnh họ lẽ nào không có nội gián sao? Phùng Đức, lần này ông thua chắc rồi. Bây giờ biên giới chắc chắn đã bị nước Hoa đánh phá rồi. Mấy người cứ chờ đi gặp Diêm Vương đi. Báo, bên phía biên giới báo rằng 50.000 lính nước Hoa đã rơi vào bẫy, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Phùng Đức, tin hay không mặc kệ ông. Ông và những tên nước Hoa kia đã thua thê thảm rồi. Đây không phải sự thật. Người đâu, mang đi. Sư phụ, tôi là đồ đệ thân cận của người mà. Sư phụ, Ngọc Tú, xem ra đám cưới của chúng ta phải hoãn lại rồi. Anh còn có chuyện quan trọng phải làm. Em có thể đợi anh không? Trước đây em không biết, nhưng bây giờ em đã biết rồi. Người đàn ông của em chính là anh hùng giáng thế, là người làm việc lớn,
Vì vậy, đợi anh bao lâu em cũng nguyện ý. Được. Anh bảo đảm với em, trong vòng một tháng, tiêu diệt nước Hoa. Cố Trường Sơn tôi, nhân danh đại sư Rồng Thiên, lệnh cho quân đội, trong vòng một tháng, tiêu diệt nước Hoa. Diêu Thúy Linh tôi, bằng lòng dâng tặng toàn bộ tài sản và vũ trang tặng cho đội quân Đại Hạ. Đỗ Quốc Khủng tôi, nguyện cùng thầy ra trận để cứu chữa hàng ngàn quân dân. Trần Nhạc tôi, nguyện cùng thầy ra trận tiêu diệt sạch bọn quân nước Hoa. Triệu Minh Vũ tôi, nguyện theo thầy xuất binh san bằng nước Hoa, lấy lại thanh danh cho đất nước. Long Nhất tôi, nguyện cùng thầy ra trận, không diệt được nước Hoa thì không trở về, tiêu diệt nước Hoa. Nương vào Long Soái, tiêu diệt nước Hoa. Nương vào Long Soái, tiêu diệt nước Hoa. Nương vào Long Soái,